Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Món quà Giáng sinh được nằm trong cuốn sách Mùa thu. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review giấy ướt hình gấu trên một cái bề mặt của cái túi giấy ướt này của mình sẽ có hình các chú gấu rất là dễ thương. Đây là một chú gấu ở Bắc Cực có màu trắng. Và chú gấu Bắc Cực này của mình rất là đáng yêu và dễ thương, đang cầm một cái lọ lọ gì đấy các bạn? Lọ nước hay lọ mật ong đấy. Và trong một cái túi giấy ướt này của mình sẽ gồm có 64 tờ giấy ướt ở bên trong. Sự tiện lợi của cái giấy ướt mini này rất là tiện lợi. Chúng ta có thể mang một gói đi làm, một gói đi chơi, một gói đi ăn, một gói đi học, rất là ok. Ngày xưa có một người rất ngốc nghếch, làm việc gì cũng không suy nghĩ. Vì thế mọi người đều gọi là chàng ngốc. Một hôm chàng ngốc đi ra ngoài, anh ta trông thấy một ánh mặt trời nóng bỏng, nghĩ bụng ta phải mang theo vật gì để che ánh nắng. Anh ta thấy trên tổ có một chiếc mũ lông, chàng ngốc vui vẻ nói, mũ lông có vành mũ rộng, chắc chắn sẽ che được ánh nắng mặt trời. Thế là anh ta đội mũ lông đi ra ngoài. Đi được một lúc, chàng ngốc thấy nóng quá, mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu. Chàng ngốc lại thấy rất sung sướng, anh ta nghĩ, may mà ta đội mũ lông có vành mũ rộng, nó ít nhiều cũng che được ánh nắng mặt trời, nếu không chắc chắn cũng sẽ chết nóng mất. Người đi đường đều kinh ngạc nhìn anh ta, không hiểu vì sao trời nóng như vậy, anh ta lại đội mũ lông. Chàng ngốc lại tưởng họ ngưỡng mộ mình, vì thế càng đắc ý. Cuối cùng anh ta nóng không chịu được nữa, vừa lo mồ hôi vừa tìm chỗ mát tránh nóng. Anh ta nhìn thấy bên đường có một cây to, dưới gốc cây có một ông cụ và một đứa trẻ đang ngồi hóng mát. Ông cụ nhìn thấy chàng ngốc mỉm cười lắc đầu, đứa bé trông thấy chàng ngốc liền cười phá lên. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích con muỗi được nằm trong cuốn sách Chuyện cổ tích. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review Chỉ Nha Khoa. Chỉ nha khoa này của mình giống như một cái lưỡi dao ấy. Ở bên dưới này sẽ có một cái chỉ nha khoa rất là mỏng. Và chỉ nha khoa thì khá là mềm nên sẽ không ảnh hưởng đến việc khi chúng ta làm sạch răng của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến nứa. Thì cái sản phẩm này thì mình thấy vô cùng là hữu ích và tiện lợi. Những cái bạn nào mà có răng mau thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Chúng ta không nên dùng tăm nhé các bạn. Vừa dùng tăm thì cũng có cái chất tẩy rửa bên trong, chất chống ẩm mốc bên trong. Còn sản phẩm này đã được Bộ Y tế công nhận rất là tốt. Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau hết mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng thề non hẹn biển không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi thì người kia sẽ sống, sẽ xuống theo âm ti cho có bạn. Sau đó, không lâu sau, người vợ trẻ chết đi một cách đột ngột. Người ta không thể tả được cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử nhưng người nhà ngăn cản và canh phòng giáo giết. Hôm sắp sửa cất đám, bỗng có một đạo sĩ đến bày cho chàng phép cải tử hoàn sinh. Mà theo lời ông ta, đã từng có nhiều người dùng phép đó cứu được người chết sống lại. Phép của ông rất đơn giản, chỉ cần người sống gan dạ và kiên trì một chút là được.
nghĩa là người sống mỗi ngày 3 lần ôm ấp và truyền hơi ấm của mình cho tử thi. Làm luôn như thế không nghỉ ngày nào thì trong khoảng 3 tháng 10 ngày là người chết sống lại. Người chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời dặn, hy sinh cho người yêu trở nên cõi thuế. Hắn ngày ngày ôm ấp vợ, truyền sức nóng hơi thở của mình vào cái xác lạnh toát. Nhưng sau đó 3 ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm làm cho mọi người đều không chịu được. Họ kéo nhau đến nhà bắt hắn phải chôn lập tức. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích cây huyết dụ được nằm trong cuốn sách truyện cổ tích. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sự tích cây mắc cỡ được nằm trong cuốn sách truyện cổ tích. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review găng tay dùng